Tiếp theo là siêu phẩm Okuma Enhowa, hàng của Nhật. Con này khoảng 10 tấn. Các bạn thấy cái model nha. Cái model là Milac 6VA. Mình có thể lên mạng tra được cái model của nó các bạn. Milac 6VA. Nó xài hệ điều hành là Phanh Đức OM. Phanh Đức OM các bạn. Mình là chuyên hệ phanh đúc. Phanh đúc với Okuma hệ nào cũng được. Ở Việt Nam mình đa phần là chạy phanh đúc các bạn. Còn ở bên Nhật thì nó chuyên là Okuma, hàng nội địa. Họ bán thì không bao sóng. Hiện tại giá cân, giá cân giá tốt, khoảng 10 tấn. Đó, khách về có thể kiểm tra lại phần điện nha. Hệ thống dao. Con này khoảng nhiêu dao ta? Coi 2, 4, 6, 8, 10. Cỡ 30 dao nha. 30 dao. Hệ thống bơm thủy lực á. Nó chạy thủy lực nha các bạn. Những cái hệ thống thay dao này nó thủy lực hết nha. Các bạn thấy dây xích không? Dây xích đó chính là đối trọng nha. Đối trọng nó chạy ra phía sau. Nó hai sợi các bạn. Theo mình thấy thì đây nó đứt hết, là một sợi nó nằm ở dưới nè. Nha, thông thường nó sẽ hai sợi. Thì mấy loại này ngày xưa mình cũng hay sửa, nói chung là sửa nhỏ nhỏ. Sửa nhẹ nhẹ. Con này nếu mà chạy ok á, giá cỡ khoảng 180-200 các bạn. Là máy chạy nha. Còn giá này là họ cân cho nên tầm hơn 100.